Con kính chào ông bà cô chú anh chị và tất cả các bạn yêu mến kênh Miền Tây Quê Mang Giang nha. Thì giờ tôi xin chào hiển. Chào. Thì hôm nay á, con đang chạy lên chỗ trường của bé Ngân học. Thì bữa nay là thứ hai bé Ngân là tụi trường vô trường mới chuyển về dưới quê này học. Em bữa đầu tiên. Thì bây giờ con đang chạy lên để mà con tạo cho bé Ngân một sự bất ngờ. Không biết bé Ngân về này tan học chưa? Bây giờ con sẽ chạy lên trường mới được. Trường trên thì qua cầu Khai Long thì con để chắc khoảng trường 1 cây số lận. Thì sáng đó là hai chị em là bé An với bé Ngân, rất là vui vì giờ đây là có bé An học chung lớp nè. Đó. Rồi hai chị em đùm bọc lẫn nhau và bây giờ mình sẽ dọn tới trường. Nay đi học vui không? Dạ vui. Có bạn mới không? Không, nó chỉ với anh ngoài này thôi. Anh hai cái rồi, anh hai rồi. Vậy con Ngân đi chở với Tám với chị Ngọc nè, qua xe của chị Ngọc. An đi không An? Chiều con đi học. Vậy con ở nhà giữ bi đi, mấy giờ học vậy? Ngân học rồi đó. Cô nói chiều chở Ngân lên lớp luôn á. Vậy hả? Vậy là chiều Ngân học chính thức luôn đúng không? À. Sáng nay học mấy môn Ngân? Dạ ba môn chị. Môn gì với môn gì ạ? À? Môn mỹ thuật với hai môn tin. Quay qua đây coi, quay đâu ạ? Môn mỹ thuật. Còn chiều nay? Chiều nay học môn gì? Chiều nay học sinh vật lý toán chào cờ. Sinh vật lý toán cờ. Quay qua đây coi. Vậy là chiều nay mới là chào cờ là mới chính hết phải không? Dạ. Hồi sáng lên chở nó có làm quen được bạn mới không? Dạ không, nói chuyện với mình An. Vậy hả, nói chuyện với mình anh An rồi hả? Dạ. Vậy rồi trong lớp á, vô lúc mà giới thiệu bữa nay có bạn mới chuyển trường về, mấy bạn có vỗ tay không? Bạn có. Không, học ngoại khóa mà. Dạ. Đâu có coi chủ nhiệm. À vậy là buổi sáng là mình chỉ học ngoại khóa thôi đúng không? À học thêm đúng không? À chiều mới chính thức, chiều là chủ nhiệm của mấy đó là cô hay là thầy? Cô. Cô hả, cô gì? Cô Cô Hoa Duyên hả? Nhớ lên nói cô chăm em nghe. Rồi vậy bây giờ ăn chạy về nhà đi nha. Dạ. Vậy, ăn cơm nghỉ ngơi đi, còn Ngân đi với chị. Dạ. Biết đi đâu không? Dạ, không. Đi đi còn biết. Nói trước là hết hay à. Ủa rồi con ấy có đồng phục chưa con Ngân nè? Dạ con có rồi. Đồng phục trường chưa mua. Trời, trường ở Chánh á. Ở đồng phục này trường ở Chánh hả? Trường Chánh á. Ở dưới này chưa có hả? Chưa. Nè, cái này là cái trường phụ hiệu. Phụ hiệu trường Chánh hả? Phụ hiệu trường Chánh. Ờ, vậy là nếu là đồng phục thể dục là ở ngoài xa nó sẽ in cái logo của trường. Ở đây là mình mua ở ngoài hả trường ăn? Dạ mua ở ngoài cô. Ở trên cô mới có bán hả? Dạ. Cô dạy trong trường. Ừ, vậy thôi để chiều mình lên mua. Vậy Bi về với chị An đi Bi. Rồi, Bi lên xe, Bi lên xe đi. Đó, không có trả được. An không đi hả? An nhà hả? Về đi học. Gỡ hồi ai chạy về. Đi theo nó đi, chút chạy về với nó á. Sao? Đi chị đi theo luôn đi. Cho đi theo đi, chạy về dưới đi rồi trả xe cho trả xe dưới đi rồi chị học xuống được. Ở trên Khai Long á, thì có bến đò Nhà Thí. Ở
luôn. Dạ Quyền. Kế bên trường trung học cơ sở Nam Châu. Dạ ơn chú. Yeah.
Vậy, vậy Tịnh mua hai đứa chạy về thử đi nha. Dạ. Cái này bảo hành bao lâu vậy anh? 3 tháng hả? Cái bình không á hả? Dạ dạ. Vậy đợi Tịnh mưa đi mình về.